Thưa quý vị và các bạn, cách đây 5 năm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra 12 mục tiêu chủ yếu. Mặc dù gặp phải không ít những khó khăn và thách thức, song nhờ đoàn kết, sáng tạo, Văn Giang đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đồng thuận của nhân dân và cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị của huyện, thì chúng tôi đã cơ bản đạt được các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần 24 đề ra. Trong đó thì đã tập trung vào xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch chung của huyện Văn Giang theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, là xây dựng huyện Văn Giang đến năm 2037 sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn Giang đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân. Chính vì thế mà đến cuối năm 2018, 10 trên 10 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn Giang về đích nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Đấy, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là sẽ hoàn thiện trong năm 2020 là tất cả các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới cao. Và 4 xã là Mễ Sở, Long Hưng, Phụng Công và Thắng Lợi cơ bản là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với lợi thế về địa lý đất đai phù sa màu mỡ, người dân nơi đây lại có truyền thống cần cù, thông minh và sáng tạo. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở Văn Giang đã có những bước phát triển vượt bậc và đổi thay ngoạn mục. Kinh tế vùng bãi được huyện và các địa phương đặc biệt quan tâm. Làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan, Phụng Công, làng nghề quất cảnh xã Thắng Lợi và các vùng chuyên canh hoa cây cảnh trên địa bàn huyện đều được người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất. Giá trị mang lại cao gấp nhiều lần so với cách sản xuất thâm canh truyền thống. Khu vực đất hiện nay chúng ta đang đứng ở đây, nó là cái khu mà gần như là đầm lầy nước đọng, nó không trồng được cái gì cả. Từ khi có đường lối chính sách của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện và cởi mở cho người nông dân như chúng tôi, thì qua cái quá trình để mà học hỏi rồi tìm tòi để sáng tạo nữa, thì tìm ra cái hướng đi đó là cây cảnh nghệ thuật. Đầu nhiệm kỳ chúng tôi phấn đấu 250 triệu trên một hectare, thế nhưng mà đến nay thì chúng tôi đã đạt trên 650 triệu đồng trên một hectare. Đến bây giờ thì có thể khẳng định là Xuân Quan đã thực hiện thành công cái nghị quyết số 26 về phát triển nông nghiệp nông thôn. Và ở nhiệm kỳ 2020-2025 chúng tôi định hướng là sẽ phấn đấu để đạt cái nông thôn kiểu mẫu. Về xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, từ năm 2015 đến 2019, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 43 dự án. Năm 2020, dự kiến triển khai thực hiện 8 dự án và 1 đề án. Ngoài khu đô thị Eco Park trên địa bàn huyện đã có thêm 2 khu đô thị mới, khu đô thị Hải Long Trang và khu đô thị An Phú. 3 khu đô thị đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, đang cung cấp sản phẩm cho thị trường, thu hút hàng chục nghìn người về sinh sống, làm việc. Sự xuất hiện của các khu đô thị mới và các dự án đang và sẽ hình thành rõ nét diện mạo của một thành phố xanh, sạch đẹp và hiện đại trong tương lai gần, một đô thị đáng sống ở Hưng Yên. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư 3 dự án lớn ở Văn Giang, là một là cái trung tâm bóng đá thể thao VVF có quy mô diện tích khoảng 30 hecta và đã đưa vào hoạt động 5 năm nay. Đồng thời trung tâm bóng đá VVF này là trụ sở chính của cái đội bóng đá Phú Hiến của tỉnh Hưng Yên quê nhà. Cái dự án thứ hai chúng tôi đang làm là dự án gọi là dự án Dream City, là dự án có quy mô khoảng 420 hecta. Chúng tôi hy vọng là cái dự án này thay đổi bộ mặt của Văn Giang, góp phần đưa Văn Giang lên thành phố loại 2. Dự án thứ ba là chúng tôi đang làm dự án Đại An City, thì nằm liền trong hai huyện Văn Lâm và Văn Giang. Chúng tôi cũng hy vọng là cái dự án Đại An này sẽ kết nối cái đường toàn bộ các dự án của huyện Văn Lâm với lại các dự án của huyện Văn Giang, tạo thành một cái hành lang kinh tế mở của tỉnh Hưng Yên sau này. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Văn Giang đạt được đã trở thành động lực, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, vững bước hướng tới mục tiêu lớn hơn. Sớm đưa Văn Giang trở thành một miền quê giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một thành phố thân thiện, đáng sống trong tương lai.